Chào các bạn đã quay lại với kênh. Trên tay mình là một cái camera của Xiaomi. Cái này nó là cái mã Magic Mount, siêu nhỏ, rất là gọn gàng. Thì có rất nhiều người nhờ mình là mua hộ cho cái cam này, nhưng mà đến lúc cài đặt lại không biết cài. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip này để mình hướng dẫn các bạn cách để cài đặt cái máy, cái camera này để xem được ở trên điện thoại nhé. Đây mình đã chuẩn bị để mình làm clip một cái camera này, một cái thẻ nhớ 32GB này. Cái này là cái cục nguồn dự phòng. Cái này thực ra thì các bạn cũng không cần, thì mình để đây để mình test cho nó tiện thôi mà. Và điện thoại, điện thoại thì các bạn phải cài một cái app gọi là cái app Mi Home này. Đây cái app Mi Home trên điện thoại nha. Các bạn cài cái app này lên, sau đó thì tạo một cái tài khoản miễn phí. Cái này mình, tài khoản này mình đã tạo rồi. Đây, mình đang có rất nhiều camera ở đây ngoài. Và lưu ý thì đây là cái bản nội địa của Trung Quốc nhé, chưa có bản quốc tế. Đâm ra là cái app này các bạn phải chuyển nó sang cái server của Trung Quốc thì mới có thể xem được cái camera này từ internet. Đây các bạn vào cài đặt này. Đấy, quốc gia này, chủ quốc gia này, các bạn chọn nó là Trung Quốc. Đấy, chọn là Trung Quốc thì mới có thể xem được nhá. Còn những cái nước khác, Việt Nam hay server của Sinh hay Việt Nam thì đều không xem được đâu. Rồi bây giờ để mình mở cái hộp này ra, dẫn luôn. Đấy, hộp của nó đây. Trong này có một cái hướng dẫn. Đây, hướng dẫn của nó cách lắp đặt. Cái camera này có thể đặt được ngoài trời nhá. Đây là toàn tiếng Trung Quốc này. Bỏ đi. Cái này là cái mã QR code để mình khi mình add cái camera vào cái phần mềm này thì mình cần cái mã QR code này. Thì nó mình sẽ dùng. Đây, đây là cái Magic Mount. Rất là nhỏ gọn. Cái này có tí thôi. Phụ kiện của nó đây. Đây là cái cục nguồn này. Nguồn 5V 0.2A. Nguồn rất nhỏ. Đây là cái dây nguồn này. Trong này nó có một cái chân đế nữa. Chân đế này thì nó có cái nam châm để hít này. Đấy. Cái miếng sắt này, một mặt nó là băng dính hai mặt, còn mặt này nó là bằng kim loại. Thì các bạn bọc cái băng dính hai mặt ra và dán vào cái bề trên tường này, để mặt nào mà mình định gắn camera gần chỗ đấy, trên đấy thì mình dán cái này vào, xong bắt đầu cái này nó hít vào. Còn cái chân đế này nó sẽ hít luôn vào cái camera. Đấy, rất tiện. Cái này các bạn có thể xoay các góc, xoay này xoay bằng cơm nhé, không phải dùng phần mềm để xoay đâu. Đấy, rất tiện. Rồi. Ở đây có một cái khe này, các bạn mở cái nắp này ra. Chỗ này nó sẽ để nhét cái thẻ nhớ để lưu cái hình ảnh vào đây này. Và có một cái nút nhỏ nhỏ là nút reset này. Reset về cái mặc định của nhà sản xuất ấy. Khi mà mình chuyển sang cái wifi khác hay là cái gì đấy thì mình ấn vào cái đấy reset. Đây là cái dây nguồn của nó. Dây này chắc được khoảng được 1 mét. Đây một đầu thì nó là cái micro USB cắm vào đây. Con này nó chỉ hỗ trợ thẻ nhớ maximum là 32GB thôi nhé. Đây, cắm thẻ 64GB và nó cũng chỉ nhận có 32GB thôi. Đây, cắm thẻ nhớ vào đây. Đó, chiều này, đây, nhìn cái hình nó hướng dẫn ở trên này, này. Chiều của thẻ nhớ đây. Xong
rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Thay vì mình cắm cái này vào điện 220 thì mình cắm luôn một cái cục sạc dự phòng để cho nó tiện. Không phải dây dợ thằng nhỉ. Đấy, cắm nguồn thì đèn nó sẽ vàng, đèn vàng này. Các bạn mở app lên. Đấy, khởi động nó sẽ tiếng đầu khựa, chỉ cho chỉ số. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để mà add cái camera này vào cái phần mềm Mi Home nhá. Bây giờ các bạn mở cái phần mềm Mi Home lên. Đây mình đang để đây, Mi Home này. Đấy, sau đó các bạn vào cái tab mà Mi Home, tab đầu tiên này. Đấy. Lưu ý là các bạn phải để ở server Trung Quốc nhá. Bấm vào Mi Home, sau đó bấm một cái dấu cộng này. Đấy, bây giờ sẽ có hai cách để add. Cách thứ nhất ấy thì các bạn trượt lên. Các bạn chọn vào cái danh sách camera này. Đây ở đây nó có cái camera an ninh này này, gia đình này. Đây là nó giống hệt cái Magic này. Đấy các bạn bấm vào đây. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai ấy, thì các bạn sẽ dùng cái mã QR code này. Mã QR code mà nó đi theo cái hộp ấy. Đây là có QR code này thì các bạn bấm vào cái hình cái này đây, hình cái scan QR code này. Đấy xong rồi dí QR code vào rồi. Đấy, nó sẽ tự detect ra. Mà khuyến cáo các bạn là nên sử dụng cái cách này. Tại vì mỗi một cái máy nó đi theo một cái này thì nó sẽ chuẩn hơn. Tại vì Xiaomi nó có rất nhiều phiên bản camera này. Tiếp theo thì các bạn bấm vào cái này thì để tiếp thì mới bấm tiếp được. Đấy, nếu mà không tích vào cái đấy thì nó sẽ không tiếp được đâu. Cứ bấm vào đấy xong rồi tiếp. Đấy, ở đây nó sẽ hỏi là kết nối đến cái wifi nào. Thì ở đây nếu như các bạn có nhiều wifi thì mình sẽ lựa chọn đây. Số xuống. Đấy, có tên wifi. Để kết nối cái camera này vào cái wifi đấy. Thì ở đây mình sẽ kết nối vào cái kênh lọ, cái wifi tên là kênh lọ mọ của mình. Và nhập password của cái wifi này vào. Sau đó bấm tiếp. Đấy, bây giờ nó sẽ sinh ra một cái QR code khác. Đấy, bây giờ mình sẽ dí cái QR code này vào camera. Để cho camera nó nhận cái QR code này. Đấy, thấy chưa? Bạn giơ như này để camera nó detect ra cái QR code này. Nó kêu từng cái như thế là được. Và cái đèn này nó sẽ chuyển sang trạng thái màu xanh. Nháy màu xanh thì không phải màu cam như vừa nãy nữa. Đấy. Rồi, sau khi mà thành công rồi thì các bạn lại tích vào cái này. Thì cái nút tiếp này nó mới sáng lên, nếu không tích vào đấy thì nó lại mờ đi, không tiếp tục được. Đấy. Các bạn bấm vào đấy, xong lại bấm tiếp. Đợi một lúc để nó thiết lập. Rồi, đây là thiết lập thành công, các bước đã thành công rồi. Bây giờ nó sẽ hỏi là select room, tức là mình đặt cái camera nó ở cái phòng nào để mình dễ quản lý thôi mà. Tại vì mình có nhiều camera. Thì ở đây mình đặt ở chỗ cái heo đi. Heo là cái tên nhà của mình ấy. Xong rồi bấm tiếp. Đấy. Và nó bảo là đổi tên cho cái camera. Thì mình để là bếp đi. Nó dễ quản lý. Mình nhiều camera đó. Xong rồi bấm tiếp. Đấy, như thế là xong. Hãy bắt đầu. Đấy, như vậy là nó đã xem được rồi. Đây. Con này là 1080 rất nét đấy. Và góc nó rất là rộng. Quan trọng là cái góc camera này rất là rộng luôn này. Đấy, như vậy là mình đã thành công rồi. Mình muốn xem lại ấy, thì mình bấm vào đây. Xem lại những cái hình ảnh mà nó đã lưu được trong thẻ nhớ ấy. Thì mình bấm vào chỗ nhìn lại này. Đấy. Rồi, ở đây nó sẽ có một cái thanh timeline này. Mình muốn xem một cái thời điểm nào, cái giờ nào mình muốn xem thì mình trượt đến cái chỗ đỏ đỏ này để đến cái giờ đấy. Nhưng mà lưu ý các bạn là những cái chỗ nào mà nó ghi ấy thì nó có hình màu cam này. Đấy, màu cam này nó lưu được. Còn những cái chỗ trắng trắng này nó chưa ghi đâu, nó chưa lưu được. Thì mình mới bắt đầu bật cái camera lúc khoảng độ 5:30 gì đấy. Nó lưu được một tí này thôi. Đấy, xem lại đấy. Hoặc là các bạn bấm vào chỗ này, tất cả video này,
thì nó sẽ liệt kê theo cái kiểu ngày này, xong đến giờ. Đấy, ví dụ ngày 27 này, nó sẽ chia ra làm 24 giờ. Đấy, các bạn tích vào cái giờ nào mình muốn xem. Ví dụ xem vào lúc... Đấy, những cái nào mà nó ghi được ở trong thẻ nhớ ấy, thì nó hình màu cam này. Còn lại là màu trắng là nó chưa ghi. Thì mình mới bật cái camera lúc 15 giờ mà. Mình bấm vào đấy. Đấy, ở trong này nó sẽ lại băm tiếp ra từng phút một. Mỗi cái đoạn clip của nó chỉ là 1 phút thôi. Để khi mà mình tải nó về mình xem ấy, thì nó nhẹ, nó không bị nặng. Chứ nó lưu cả 1 tiếng thì rất là nặng. Lúc load camera, load video về rất là lâu. Đấy, thì nó lại băm ra từng phút một đây này. Các bạn thích xem cái khung giờ nào thì bấm vào đấy xem luôn. Đấy là cái phần xem lại. Đấy, còn cái phần quản lý bộ nhớ ấy, thì các bạn bấm vào hình ba dấu chấm này. Đấy, trong này nó sẽ có một vài cái thiết lập. Ví dụ cài đặt camera này. Đấy, trong này có các cái thiết lập các bạn tìm hiểu sau nhé. Cài đặt hình ảnh này, trạng thái báo động, báo điếc này, ngủ này, chế độ ban đêm, cảnh báo gì gì đấy. Ở trong này cài đặt AI này. Đấy, cài đặt AI thì nó yêu cầu phải mua cái cloud cơ, thì nó mới có tính năng này, nó mới hoạt động. Không cần. Đấy, quản lý bộ nhớ này. Đây, cái thẻ nhớ này, tình trạng của thẻ nhớ này. Đấy, ở đây mình vừa nhét cái thẻ 32GB vào, nhưng mà thực tế thẻ 32GB nó chỉ là 29.4GB thôi. Thẻ nào cũng thế. Ở đây có một số cái cài đặt về thẻ nhớ này. Ví dụ lưu trữ bật tắt thì cái này đang bật thì lúc nào nó cũng lưu này. Rồi là chế độ quay này. Chế độ quay thì ở đây nó có hai cái lựa chọn. Một là luôn quay, tức là nó ghi tất cả các cái lúc nào camera bật lên là nó ghi. Còn một cái lựa chọn nữa là chỉ quay khi mà phát hiện chuyển động. Đấy, thì mình cứ để luôn quay đi. Định dạng bộ nhớ này, cái này là format lại cái thẻ này. Đó, bỏ qua. Rồi, đẩy thẻ nhớ, tức là reject cái thẻ nhớ này ra. Đấy là những cái cài đặt thẻ nhớ. Rồi, bộ nhớ đám mây này, cái này các bạn tìm hiểu sau nhé. Rồi, chia sẻ này. Chia sẻ thì các bạn có thể chia sẻ cho một cái tài khoản Mi Home khác có thể xem được cái camera nhà bạn. Đây là một phần chia sẻ. Đấy, đại loại là một vài cái tính năng này các bạn sẽ tìm hiểu sau nhé. Đấy, như thế là xong rồi. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để cài đặt và add cái camera vào cái phần mềm Mi Home. Các bạn nào mà chưa biết dùng thì xem cái clip của mình thì chắc chắn sẽ làm được thôi. Nó cũng đơn giản, không phức tạp lắm đâu. Và nếu các bạn thấy cái video này hay thì hãy cho mình một like nhé. Và nhớ đăng ký video của mình, nhớ đăng ký kênh của mình để được xem những cái clip mới hơn. Mình sẽ hướng dẫn chia sẻ có những cái kinh nghiệm, biết những gì mình sẽ chia sẻ đấy. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và chúc bạn thành công.